Ôi, xin chào các em, chúng ta lại gặp nhau trong tiết học ngày hôm nay. Ở tiết học hôm nay có điều gì thú vị? Các em cùng cô bắt đầu nhé. Hôm nay Vân mời các bạn đến nhà để thưởng thức tài nướng bánh pizza của mình. Các em hãy giúp Vân bằng cách trả lời các câu hỏi sau. Câu hỏi thứ nhất: hãy viết phân số thể hiện số quả cam được tô màu. Đáp án như sau: 5/7. Chúc mừng các bạn đã trả lời đúng. Và như vậy là chúng ta đã giúp cho bạn Vân nướng xong một chiếc bánh rồi đấy. Câu hỏi số 2: em hãy viết phân số thể hiện phần bánh pizza còn lại trong hình sau. Phân số 3/8. Bao nhiêu bạn có kết quả giống như đáp án của cô? Cảm ơn các em. Chúng ta đến với câu hỏi số 3. Em hãy nêu tử số, mẫu số trong các phân số sau đây. Đáp án của cô: 3 là tử số, 8 là mẫu số. Bao nhiêu bạn ra kết quả giống như cô vậy? Chúc mừng các em. Trong phân số thì tử số và mẫu số có ý nghĩa như thế nào? Phân số bao gồm hai phần là tử số và mẫu số. Tử số là một số tự nhiên viết trên gạch ngang. Nó cho biết số phần lấy đi hoặc là còn lại của một đơn vị. Mẫu số là một số tự nhiên khác không viết dưới gạch ngang. Nó cho biết tổng số phần được chia đều bằng nhau của một đơn vị. Như vậy là chúng ta đã giúp Vân nướng được 3 chiếc bánh rồi đấy. Nhưng hiện tại có 4 bạn. Vậy Vân sẽ phải chia như thế nào để các bạn cùng có số bánh như nhau? Cô và các em cùng đến với phần khám phá của bài học mới. Phân số và phép chia số tự nhiên. Ở tiết học này, các em cần đạt được những yêu cầu sau đây. Các em hiểu thương của phép chia số tự nhiên trong một số tự nhiên khác không? Có thể viết thành một phân số. Bước đầu, biết so sánh phân số với một đơn vị. Em vận dụng kiến thức để tự giải quyết các bài tập ở mức độ đơn giản. Chúng ta cùng đi vào bài học. Cô có 8 quả cam, chia đều cho 4 em. Hỏi mỗi em được mấy quả cam? Số cam được chia như sau. Quan sát vào hình ảnh, chúng ta thấy mỗi bạn hiện đang có 2 quả cam cầm trên tay. Phép chia ở đây có thể có được, đó là 8 chia 4 bằng 2. Mỗi em sẽ được 2 quả cam. Khi thực hiện chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên khác không, ta có thể tìm được thương là một số tự nhiên. 8 chia 4 bằng 2 quả cam. Và để kết quả phép chia là một số tự nhiên thì số bị chia phải chia hết cho số chia. Trong thực tế, cũng như trong toán học, khi thực hiện chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên khác không thì không phải lúc nào chúng ta cũng tìm được thương là một số tự nhiên. Vậy lúc đó, thương của các phép chia này được viết như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu ví dụ tiếp theo.
Cô có 3 cái bánh, chia đều cho 4 bạn. Hỏi mỗi bạn được bao nhiêu phần của cái bánh? Hãy tìm cách chia đều 3 cái bánh cho 4 bạn. Sau đây, cô mời các em cùng quan sát cách chia. Cách thứ nhất, cô chia mỗi chiếc bánh thành 4 phần như nhau. Ở cái bánh thứ nhất, cô chia cho 4 bạn, mỗi bạn nhận một phần bằng nhau của cái bánh. Tương tự như vậy, chiếc bánh thứ hai và thứ ba cô cũng làm như vậy. Các em nhận thấy mỗi chiếc bánh được chia thành 4 phần bằng nhau và sau 3 lần chia thì mỗi bạn sẽ nhận được 3 phần tư cái bánh. Cô có cách chia thứ hai. Cô cũng tiếp tục chia đều mỗi chiếc bánh thành 4 phần bằng nhau. Ở chiếc bánh thứ nhất, cô chia cho hai bạn đầu, mỗi bạn 2 phần bằng nhau. Chiếc bánh thứ hai, cô chia tiếp cho hai bạn sau. Mỗi bạn cũng có 2 phần bằng nhau. Chiếc bánh thứ ba, cô chia cho mỗi bạn một phần. Như vậy là mỗi chiếc bánh được chia thành 4 phần bằng nhau. Sau 3 lần chia, mỗi bạn nhận được 3 phần tư cái bánh. Cách chia thứ ba, cô cũng chia mỗi chiếc bánh thành 4 phần bằng nhau. Cô lấy ở mỗi chiếc bánh một phần. Cô chia cho bạn thứ nhất, số phần bánh còn lại, cô chia cho các bạn tiếp theo. Và mỗi chiếc bánh được chia thành 4 phần bằng nhau. Sau 3 lần chia, mỗi bạn cũng nhận được 3 phần tư cái bánh. Từ một phép chia, một số tự nhiên chia cho một số tự nhiên khác không, ta có thể dùng phân số để ghi. 3 chia 4 bằng 3 phần tư cái bánh. Như vậy là thương của phép chia 3 chia 4, ta có thể viết là 3 chia 4 bằng 3 phần tư. Các em luôn nhớ rằng thương của phép chia số tự nhiên cho một số tự nhiên khác không có thể viết thành một phân số mà ở đó tử số là số bị chia và mẫu số chính là số chia. Chúng ta đến với ví dụ tiếp theo. Có hai quả cam. Mỗi quả cam được chia thành 4 phần bằng nhau. Bạn Vân ăn một quả cam và một phần tư quả cam. Viết phân số chỉ số phần quả cam Vân đã ăn. Bạn Vân ăn hết một quả cam, tức là ăn 4 phần hay là 4 phần tư quả cam. Vân ăn thêm một phần tư quả cam nữa, tức là ăn thêm một phần. Như vậy là Vân đã ăn hết bao nhiêu phần của quả cam? Quan sát vào hình ảnh, các em thấy Vân ăn hết 4 phần của quả cam thứ nhất và 1 phần của quả cam thứ hai, tổng tất cả là 5 phần
hay còn gọi là 5 phần tư quả cam. Nếu cô coi quả cam là một đơn vị thì 5 phần tư như thế nào với một đơn vị? Các em quan sát vào phân số 5 phần 4. 5 là tử số, 4 là mẫu số. Trong phân số này, tử số lớn hơn mẫu số, 5 lớn hơn 4. Chính vì thế mà phân số 5 phần 4 lớn hơn 1. Từ đây chúng ta có kết luận thứ nhất. Phân số có tử số lớn hơn mẫu số thì phân số đó lớn hơn 1. 5 lớn hơn 4, vậy phân số 5 phần 4 lớn hơn 1. Nếu cô coi một quả cam là một đơn vị, thì 4 phần 4 như thế nào với 1? Rất nhanh, các em sẽ đưa ra được đáp án. 4 phần 4 thì bằng 1. 4 phần 4 là một phân số có tử số bằng mẫu số cùng là 4. Vậy, phân số đó sẽ bằng 1. Từ đây, chúng ta có kết luận thứ hai. Phân số nào có tử số bằng mẫu số thì phân số đó bằng 1. Em hãy so sánh cho cô 1 phần 4 quả cam với một đơn vị. Chắc chắn chúng ta đều nhìn thấy 1 phần 4 quả cam đương nhiên là sẽ bé hơn 1. Và quan sát phân số, chúng ta thấy tử số là 1, nhỏ hơn mẫu số là 4. Vậy 1 phần 4 sẽ nhỏ hơn 1. Dựa vào điều này, chúng ta có kết luận thứ ba. Phân số có tử số bé hơn mẫu số thì phân số đó sẽ bé hơn 1. Để giúp các em nhớ kỹ hơn về các kết luận vừa rồi, cô mời các em cùng quan sát. Phân số có tử số lớn hơn mẫu số thì phân số đó lớn hơn 1. Phân số có tử số bằng mẫu số thì phân số đó bằng 1. Và phân số có tử số nhỏ hơn mẫu số thì phân số đó nhỏ hơn 1. Em hãy học thuộc các ghi nhớ đó để chúng ta vận dụng trong quá trình làm bài tập sau này. Tiếp theo, cô mời các em đi tới phần luyện tập. Bài số 1. Hãy viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số. Bây giờ các em đối chiếu với kết quả bài làm của cô. 7 chia 9. 7 phần 9. 5 chia 8 bằng 5 phần 8. 6 chia 10 bằng 6 phần 19. 1 chia 3 bằng 1 phần 3. Em có nhận thấy điều gì ở các phân số 7 phần 9, 6 phần 19, 5 phần 8 và 1 phần 3? Các phân số này có một đặc điểm chung rất dễ nhận thấy, đó là có tử số nhỏ hơn mẫu số. Phân số mà có tử số nhỏ hơn mẫu số thì phân số đó sẽ như thế nào với 1? Như vậy là các phân số này đều có tử số nhỏ hơn mẫu số. Vậy đó là những phân số nhỏ hơn 1. Chúc mừng các em đã vận dụng được kiến thức vào bài làm của mình. Chúng ta cùng tự tin đến với bài tập số 2. Viết theo mẫu.
24 chia 8 bằng 24 phần 8. Và kết quả cuối cùng bằng 3. Chúng ta chuyển thương của phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên dưới dạng phân số và kết quả của nó là một số tự nhiên. Các em dựa vào mẫu và làm bài cho cô. Nào, mời các bạn đối chiếu với đáp án của cô. 36 chia 9 thì bằng 36 phần 9 và bằng kết quả cuối cùng là 4. 88 chia 11 bằng 88 phần 11 và kết quả cuối cùng bằng 8. 0 chia 5 bằng 0 phần 5. Kết quả cuối cùng là bằng 0. 7 chia cho 7 bằng 7 phần 7 và kết quả cuối cùng bằng 1. Dựa vào bài tập số 2, em có nhận xét gì về hai phép chia cuối cùng của bài? 0 chia 5 và 7 chia 7. Trong phép chia 0 chia 5, 0 là số bị chia. 0 chia cho bất kỳ số nào khác 0 đều có kết quả bằng 0. 7 chia cho 7 bằng 7 phần 7. Trong phép chia một số bất kỳ mà chia cho chính nó thì kết quả sẽ bằng 1. Trong phân số, khi tử số bằng mẫu số thì phân số đó sẽ bằng 1. Ở bài tập số 2, chúng ta nhận thấy khi chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên khác không, để kết quả phép chia là một số tự nhiên thì số bị chia phải chia hết cho số chia. Tiếp theo, chúng ta cùng đến với bài tập số 3. Bài tập 3, viết mỗi số tự nhiên dưới dạng một phân số có mẫu số bằng 1. Mẫu 9 bằng 9 phần 1. Tương tự như vậy, chúng ta cũng làm nhanh bài tập này nào. Đáp án của cô như sau. 6 bằng 6 phần 1. 1 bằng 1 phần 1. 27 bằng 27 phần 1. 0 bằng 0 phần 1. 3 bằng 3 phần 1. Các em thấy điều gì giống nhau ở trong các phân số này? Mọi số tự nhiên đều có thể viết thành một phân số có tử số là số tự nhiên đó và mẫu số bằng 1. Ở bài tập 3, các em hãy tìm cho cô các phân số lớn hơn 1. Chúng ta có các phân số 9 phần 1, 6 phần 1, 27 phần 1 và 3 phần 1. Các phân số này có đặc điểm là tử số lớn hơn mẫu số. Tìm cho cô phân số bé hơn 1. Đó là phân số 0 phần 1. Phân số này có đặc điểm tử số nhỏ hơn mẫu số, nên phân số nhỏ hơn 1. Phân số 1 phần 1 thì như thế nào? Phân số 1 phần 1 thì bằng 1 bởi vì tử số bằng mẫu số. Chúng ta có thể khẳng định mọi số tự nhiên có thể viết thành một phân số mà tử số là số tự nhiên đó và mẫu số bằng 1. Tiếp theo, cô mời các bạn đến với bài tập số 2 trong sách giáo khoa trang 110. Có hai phân số 7 phần 6 và 7 phần 12. Phân số nào chỉ phần đã tô màu của hình 1?
phân số nào chỉ phần đã tô màu của hình 2? Quan sát hình 1 và hình 2, em hãy viết phân số vào hình tương ứng. Hình 1 cô có phân số 7 phần 6, hình 2 cô có phân số 7 phần 12. Bạn nào giải thích cho cô được tại sao lại như thế? Ở hình 1, mỗi một hình chữ nhật được chia thành 6 phần bằng nhau. Hình thứ nhất tô 6 phần, hình thứ hai chỉ tô 1 phần. Vậy tổng số phần ở hình 1 được tô màu là 7 phần. Vậy chúng ta có phân số 7 phần 6. Ở hình thứ hai là một hình chữ nhật được chia thành 12 phần bằng nhau và tô màu 7 phần. Vậy phân số chỉ phần đã tô màu của hình 2 là 7 phần 12. Các em chú ý điều đó. Tiếp theo, cô mời các em đến với bài tập số 3. Chúng ta cùng kiểm tra và tìm nhanh cho cô xem phân số nào bé hơn 1, bằng 1 và lớn hơn 1. Trong các phân số đã cho, đáp án của cô như sau. Các phân số bé hơn 1 là 3 phần 4, 9 phần 14 và 6 phần 10. Em có thể giải thích cho cô tại sao phân số này bé hơn 1 không? Các phân số này đều có tử số nhỏ hơn mẫu số. B. Phân số nào bằng 1? Phân số bằng 1 là 24 phần 24. Em giải thích giúp cô nào. Phân số bằng 1 bởi vì tử số bằng mẫu số. Phân số lớn hơn 1 là 7 phần 5 và 19 phần 17. Hãy giải thích cho cô vì sao phân số đó lại lớn hơn 1. Đúng rồi, bởi vì các phân số này đều có tử số lớn hơn mẫu số. Chính vì thế mà các phân số này lớn hơn 1. Qua phần luyện tập vừa rồi, các em chú ý nhớ cho cô một số kiến thức sau. Thương của phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên khác không có thể viết thành một phân số mà tử số là số bị chia, còn mẫu số là số chia. Mọi số tự nhiên có thể viết thành một phân số có tử số là số tự nhiên đó và mẫu số bằng một. Ngoài ra, em cũng cần nhớ cho cô kiến thức về so sánh phân số với một. Phân số nào có tử số lớn hơn mẫu số thì phân số đó lớn hơn một. Phân số nào có tử số bé hơn mẫu số thì phân số đó nhỏ hơn một. Và phân số nào có tử số bằng mẫu số thì phân số đó bằng một. Trước khi kết thúc tiết học ngày hôm nay, cô mời các em cùng trải nghiệm một số bài tập nhỏ. Phép chia này cho chúng ta kết quả đúng hay sai? 8 chia 9 bằng 8 phần 9. Mừng các em. Phép chia 11 chia 23 bằng 23 phần 11. Kết quả đó đúng hay sai? Chúc mừng các bạn đã có lựa chọn chính xác. 45 bằng 45 phần 1 đúng hay sai? Lại một kết quả chính xác. Chúc mừng các em. Và sau đây chúng ta cùng đến với lại nội dung cuối cùng của bài.
Phần tô màu xanh của hình dưới đây là kết quả của phép chia nào? A. 6 chia cho 7 bằng 6 phần 7. B. 3 chia cho 4 bằng 3 phần 4. C. 4 chia cho 7 bằng 4 phần 7. D. 7 chia cho 4 bằng 7 phần 4. Chúc mừng các em đã tìm ra được kết quả đúng. Đáp án của chúng ta ở đây là C, 4 chia cho 7 bằng 4 phần 7. Như vậy là chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu kiến thức cho bài học mới ngày hôm nay, đó là phân số và phép chia số tự nhiên. Đối chiếu với lại những yêu cầu ban đầu, các em nhận thấy mình đã đạt được những yêu cầu nào rồi? Yêu cầu nào chưa đạt được, các em hãy xem lại video của cô để nắm bài tốt hơn. Và hôm nay đến đây là hết rồi. Cô rất vui khi các em đã đồng hành cùng cô trong tiết học ngày hôm nay. Cô mong rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.